Ông quý chú. Ông chủ nhiệm bậc cao bên tổ khai chấm ra cả nội tệ thi sản nhà cá hay năng bắt đầu về cả chuyên từ cầm xã mình bị cá bị cái đấy kêu sầm phốn nằm bay nguyên là cả một tổ cả tăng xong rồi đánh đầu cho bộ xã xây. Merci Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant que nous abordions les différents bureaux que vous avez évoqués au cours de votre déposition. Et je voudrais une précision par rapport à K16. Vous avez indiqué qu'avant d'aller sur le site de travail de Roya, vous avez été détenu pendant quelques temps à K16. Est-ce que vous pouvez d'abord préciser ce qu'était K16? Est-ce que c'était un bureau qui avait des fonctions autres qu'un centre de sécurité qui a été transformé, ou est-ce que ça a toujours été un centre de sécurité? Dans votre déclaration E3/5636 à l'URL en français 00727141, à l'URL en anglais 00711226, et à l'URL en Khmer 00042485, vous évoquez le bureau de Taman. Est-ce que c'est Taman qui était en charge de la du bureau des produits agricoles? Alors, je suis désolé pour l'accent, pour l'attention des interprètes. Ça s'écrit en français M-A-2-N, Taman. Et c'est ce que j'ai cité précédemment. En Khmer, donc 00-4-2-4-8-5, pour avoir l'orthographe. Et donc Taman, qui est-il? Dans la déclaration que j'ai citée, donc E3/5636, au même URN, voilà ce que vous dites. Ils ont commencé à arrêter à K16. Ils les ont enfermés au centre de sécurité de la région qui se trouvait à proximité de K16, qui était le bureau de Taman, pendant une nuit. Le lendemain matin, ils les ont amenés, mais je ne sais pas à quel endroit exactement. Fin de citation. Ma question.
Yes, just there may be a translation issue in the English translation. It reads differently. The first arrests were at K-16 and placed at the sectoral security next to Taman's office of K-11 for one night. So in the English, the rest were people from K-16, but Taman's office was at K-11. I don't know what the original says. Peut-être que le mieux est de faire un clarifier à monsieur le témoin. Est-ce que vous pouvez indiquer où était le bureau de Taman? Est-ce que c'était à K16 ou est-ce que c'était à K11? Taman got on top the Alors, première précision, de quelle prison parlez-vous? Est-ce que vous pouvez donner le nom de cette prison? Est-ce que vous pouvez donner le nom Et est-ce que vous pouvez indiquer dans ces conditions si j'ai bien compris quand vous dites que le bureau de Taman était à côté de la prison? Et est-ce que ce bureau avait un nom particulier? Donc, si je comprends bien, la prison de Phnom Kral était gérée par des militaires. C'est bien ça? Phnom Kral n'est très bien groupe grand dans les pays de l'île, mais de J'ai cru comprendre de votre réponse précédente que Taman, c'est l'autre nom de Meng, le frère de Sarun. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je fais une erreur? Peut-être pour être sûr que ce n'est pas simplement un problème de traduction, nous avons au dossier évoqué, et vous avez également évoqué, alors, c'est le document, votre déclaration E3/5178, à l'ERN en français 00403448 6. Et ça se poursuit sur la page suivante. L'ERN en anglais 00274 100. Et l'ERN en Khmer, a priori, c'est le 00197862. Et vous évoquez
plusieurs personnes et à un moment, vous dites la région de Mondulkiri, ou 105e région, a été divisée en sections politiques dirigées par Mei, M-E-Y, chef adjoint de la région, et en section de sécurité et militaire dirigée par Sopir depuis 1970 jusqu'à la fin de 1978. Le centre de sécurité et militaire, appelé K11, était un endroit où travaillait Sopir. Meng, M-I-N-G, chef du bataillon et frère de Sahun, était chargé de la prison. Fin de citation. Est-ce que nous sommes d'accord que nous parlons bien de ce même Meng qui était frère de Sahun et qui était en charge de la prison? Est-ce que c'est lui dont le bureau était contigu à la prison de Phnom Krau? Bạn chọc Est-ce que vous savez, puisque vous dites que il était en charge de la prison, est-ce que vous savez quelles étaient les autres personnes qui travaillaient à cette prison et surtout comment le savez-vous? Khiom ot sơ chbas dae te bo dang tam dae khiom trop dang nung kon tha kot neu khang ta hien te pantae neak kan kuk nung keu chmuh phai te pantae mantri kot nung neu chop khnie nung tae khiom mon dang tha kot nung mien tuon niti neu khnom kuk dae rue ot te ba som chmreap nyam À la suite de cette première citation, voilà ce que vous dites, toujours donc, même document E3-5178, toujours au même URN, vous dites Pai, P-H-A-I, subordonné de Meng, M-I-N-G, était le chef de la prison de Phnom Krau. Fin de citation. Donc, vous avez parlé de Meng, frère de Sahun en charge de la prison, et puis vous parlez également de Pai, disant qu'il est subordonné de Meng. Là encore, quelle est la source de votre information et quelles étaient les fonctions de Pai exactement? បាទបើតាមខ្ញុំដឹងនឹងផៃគាត់គាត់ជាប្រធានគុកទេហើយចំណែកប្រមូលបានអ្នកទោសនឹងគឺតាម៉ាំងហ្នឹងហើយគាត់អ្នកដៃដល់ដែលគាត់ទៅតាមចាប់បានមកគាត់បញ្ជូនទៅគុកហ្នឹងគឺជូនឲ្យផៃអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងបាទEt ma question reste la même. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez obtenu ces informations? Bạn chỉ cần tập luyện đầy khuyên cái lòng máu đầy khiêm tập khuyên viêm mình men chia nền na một prà bự con nát thế chỉ cần tập khuyên đi mà.រមាំងគាត់ជាទូននីតិរបស់គាត់គឺដើរបោះសម្អាតចឹងហើយទៅទៅណាក៏ឃើញមុខគាត់ដែរពេលទៅចាប់មនុស្សឃើញទាហានគាត់ទៅប្រុងប្រៀនចឹងហើយប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ចន្កាលមានចន្កាលអត់ទៅតែគុណទាហានគាត់ហ្នឹងពេញហ្នឹងSi j'ai bien compris votre déposition, vous avez été détenu quelque temps du côté de K16, ensuite vous êtes allé à Royar. Ma question est de savoir à quel moment
avez-vous vu Meng en charge des arrestations et à quel moment avez-vous vu Pai responsable de la prison de Phnom Krol? បាទសំទោសត្រង់នេះខ្ញុំអត់បានឃើញទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលដែលថារួចខ្លួនពីគុកហ្នឹងគាត់បានអានឹងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតាមរយៈគាត់ផងទេបាទVoilà, donc ça c'est important, monsieur le témoin, quand je vous demande quelle est la source de votre information, j'ai besoin de savoir si c'est des choses que vous avez vues directement ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous en a parlé. Donc là, je comprends bien que vous-même, vous ne saviez pas exactement comment était organisé Phnom Krol. Ce sont des prisonniers qui vous en ont parlé. Je comprends bien votre déposition. Donc, puisque il y a des choses que vous avez entendues par lui dire, je voudrais m'intéresser à ce que vous, vous savez personnellement et sur le centre de détention de Phnom Krol. Je voudrais savoir si vous savez à quel moment il a été créé. បាទខ្ញុំអត់ចំណាំដែរព្រោះស្រាប់តែចិត្តពួកខ្ញុំនៅកែសមាខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងរឿងគេធ្វើទេឃើញតែគេកាប់ឈើនឹងពេលដែលខ្ញុំទៅម្ដងម្កាលឃើញគេកាប់ឈើបងអរិញចោអរិញនេះគេដុតជាចំការស្រាប់តែក្រោយមកឃើញគេធ្វើផ្ទះឃើញអីហ្នឹងប៉ិនមិនដឹងថាគុកផងដល់ឆ្នាំដែលគេយកខ្ញុំមកដាក់ក16ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់អានិញដើរកាត់តាមហ្នឹងឬក៏ជិះឡានដែលគេនាំកាប់ឈើកាប់អីហ្នឹងឃើញគេធ្វើគុកនៅហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគុកហ្នឹងគេដាក់មនុស្សទៅហើយបើមិនដឹងជាឆ្នាំប្រមាណដែលគេដាក់ហ្នឹងឬពី75ឬក៏74ប៉ុន្តែឃើញគេកាប់ហ្នឹងយូរដែរហើយគេនៅហ្នឹងក៏យូរដែរបាទអត់ដឹងសូមជម្រាបSans savoir à quelle date exactement la prison a été construite, est-ce que lorsque vous étiez chef adjoint du bureau, cette prison existait déjà ou elle a été construite après ? បានកាលខ្ញុំធ្វើអនុប្រធានទីនៅកែសមាខ្ញុំអត់ដឹងបាទព្រោះខ្ញុំនៅកែសមាអត់ទៅដឹងកន្លែងគុកកន្លែងអីគេទេបាទខ្ញុំនឹងដឹងថាពេលដែលគេចាប់មនុស្សច្រើនពេលដែលខ្ញុំទៅនៅក្នុងអដិញក16ហ្នឹងទេខ្ញុំដឹងមកជួបខែ2ខែ3នេះហើយបាទEt là, quand vous dites février ou mars, vous parlez de l'année 77 ? Bon. Je comprends de votre déposition que vous-même, vous n'avez jamais mis les pieds à l'intérieur du centre de détention de Phnom Krol, mais que vous l'avez vu de loin, depuis la route.Est-ce que vous pouvez donner une brève description de cet endroit, de ce que vous avez pu en voir depuis la route ? បាទមើលឃើញតំបូលផ្ទះប៉ុនអត់ឃើញច្បាស់ទេព្រោះនៅក្នុងទនៀបទៅលំបាក់ខាងទនុបទឹកខាងធ្លាខាងមុខនេះគេឈូសស្អាតយើងក៏លេងមើលឃើញប៉ុន្តែគេដាក់លបងអាស័យស្ពតជុំវិញទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងVous dites que cette prison était située près du barrage. De quel barrage parlez-vous ?
lúc này em bị tụm nụp mùi nà đá. Cả lấy nóng cái hào tụm nụp sốt. Tụm nụp cầm có sốt. Hay chìa tụm nụp rung cỏ nóng tay mà đoán bạn. Sắp ngay vì tao chìa nơi tụm nụp ở đây lắm. Je voudrais qu'on soit d'accord sur ce que vous considérez comme étant être un barrage. Est-ce que c'est un gros barrage sur lequel des gens ont travaillé pour construire des digues et un grand mur, ou est-ce que c'est un petit barrage ? มันจะตุยไปเตะอาจยังถือเพลล้านรถทางเรือนึงให้เมียนทวีตตรมตรมาเอ est-ce que vous savez quand ce barrage a été construit ลูกดังเตะตมนุบนี่ตรบานสร้างสองล้านในชนามนาได้บ้านตนุบนี้สร้างสองหลังปีเจ็ดบุญมาเจ็ดพรำเจ็ดประมุ่ยหายหมดQuand vous dites...C'est vrai que c'est compliqué de parler de taille qui n'était pas très petit, mais quelles étaient l'eau autour de ce barrage venait de quel endroit ? ไอ้ยังบัดไปกรอมตั้งจังจุ่มวิ่งสองข้างพนมแต่มันดองคือหาพนมกรอมหน่อยจังเนี่ยสกนั่นคือพักตึกนั่นเองVous avez dit que le barrage s'appelait le barrage de Sot ou de Phnom Kral. Est-ce que Sot est le nom du cours d'eau qui amenait l'eau à ce barrage, ou est-ce qu'il y avait un autre nom à ce cours d'eau ? Est-ce que vous avez, vous savez quel était le nom que l'on donnait à cette eau qui venait de la montagne à côté de ce barrage ? Mais nous sommes d'accord que vous êtes originaire de Konik, n'est-ce pas ? Et vous connaissiez le village dans lequel se trouvait le centre de sécurité de Phnom Kral. Est-ce que entre 75 et 79, vous avez, lorsque vous étiez
vous passiez sur la route, par exemple, vous avez entendu un nom particulier être donné par les villageois à ce cours d'eau. Mà cái hát cái phun ở đây ô phun crawl ô phun crawl bạn hay ô nó ghi chi ở đây nhà bạn lai túi muối đó chi mình miên cắt xong coi lại phong hay cái bật nó bật trong chỉ kẹp phun tại mà đâu mà vous avez parler du toit de Phnom Kraul. Est-ce que depuis la route, vous avez pu voir autre chose du bâtiment et savoir comment il avait été construit? Est-ce que vous pouvez préciser comment était la structure de Phnom Kraul? Phnom Kraul, en quel matériau? ปัจจุบันนี้ที่ชนនៅពេញនឹងពិបាកសន្តានណាយើងកាលគេមានពាក្យច្រើនស្រុកនឹង But cho non nong sum chim riep dai tha khmien teah thom dom te kot thoe teah sbeu teah tom ai nung tik tuoch nung hai thoe tam monti doy a ko 11 chang ko 17 chang ke thoe teah toch 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 5 mét kun nung 4 mét ai chang teu hai ke thoe sala nung ko thoe prok sbeu ang os nung doy ot ton mien ai ku ai kat samkol doy lai ta teah tà hôm tới còn thử cái đá hay khăn crom nó còn bàn buộc xem mong tịt tụi tao vẫn nó cái nào bị nó ọt miên ấy của ở cha bằng mặt j'ai cru entendre que vous avez dit la maison de Tahong. Est-ce que c'est comme ça que vous appeliez le centre de sécurité de Phnom Kraul? លោកហៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលហ្នឹងថាជាផ្ទះតាហមអញ្ចឹងមែនទេបាទសូមជម្រាបដែរព្រោះផ្ទះតាហមក៏នៅជិតនឹងដែរមានតែឆ្ងាយប្រមាណអញ្ចឹងដូចតាមកជុំវិញហ្នឹងប្រហែលជា 4 3 Vous avez évoqué les maisonnettes autour de K11 et K16. Je comprends de votre réponse que vous indiquez que K11 et K16 étaient proches bâtiment que vous avez décrit de Phnom Kraul. Vous dites un rayon de 300 mètres. Est-ce que c'était dans la même enceinte que K11 et K16 se situaient? Et je vous pose cette question parce que hier, j'ai compris que vous avez indiqué que le centre de sécurité de Phnom Kraul était entouré d'une barrière. Nam Nang Sat Pri Nha, Som Pe To Dal Khnyom Kat A Chi Ka Kum Hok Ka Bok Prae Pon Tae Chi Phi Sa Ong Kle Kư Ni Ye Pi Ko Dap Mui Mun Men Ba Dal Ko Dap Pram Pi Te Dai Chit Nuh Men Ko Dap Pram Mui Te Je vais peut-être préciser ma question. Ba Khnyom Ha Je Trou Ben Chia Som Nua Khnyom Lang Vinh.
Est-ce que j'ai bien compris de votre réponse que non loin du bâtiment de Phnom Kral que vous avez décrit, il y avait K11 et K16, ou est-ce que c'était K11 et K17? បាទសូមជម្រាបមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងជិតបំផុតហ្នឹងគឺក 11 ហ្នឹងហើយក 11 ហ្នឹងទៅមុខបន្តិចទៀតហើយជា 500 ម៉ែត្រទៀតបាទហើយនៅជុំហ្នឹងខាងជើងខាងត្បូងឈៀងត្បូងហ្នឹងខាងលិចឈៀងត្បូងហ្នឹងគឺកម្មកកន្លែងគេផលិតគ្រឿងចាក់ហ្នឹងគេមានម៉ាស៊ីនកន្លឹងមានស្អីគេទៅគេអាចឈើអាចនោះហ្នឹង chúng tế chung bình trong cỏ nó cứ sắp tới tì tăng và cái chứng cúc nó cái đã trong cái đà là mỏng mà hay chọc ép từng tân nục từng tầm đòn bài tập tân nục ai chấm nấy có đọc mùi đi con nó trai mà khang ôi cho ba khang nó chấm và hai chỉ pi cái lô từ tiền từ pi cái lô cái lạc chiêng chứng từ tròn từ tiền mình men chít tê bạn xong chọc Donc, j'en reviens à ma question précédente. Hier, vous avez évoqué une barrière ou une clôture qui entourait Phnom Kral, le bâtiment de Phnom Kral. Ma question est de savoir, est-ce que K11 et K17, donc, se trouvaient à l'extérieur de la clôture ou à l'intérieur de la clôture de Phnom Kral? Et au niveau de K11, j'ai cru comprendre à un moment que vous avez indiqué que c'était Ta Sopi qui était en charge. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Et là encore, quelle est la source de votre information sur ce point? Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Et au niveau de K17, est-ce que vous saviez qui était en charge de K17? K17 Et vous parlez de quelle période? Est-ce que vous savez si ça a changé par la suite? ហើយឯចំណែកក 16 នេះគេមិនទាន់បានលើកអញ្ចឹងក 16 នៅកន្លែងចាស់ដដែលក 17 គេលើកដាក់ទៅភ្នំក្រោលបាទហើយព្រមទាំងក 11 នឹងហើយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអីនឹងគេធ្វើព្រមគ្នាក្នុងបន្ទ្រ័យ
Oui, mais ma question elle était différente. Ma question était de savoir est-ce que vous savez si à 17, il y a eu entre 75 et 79 J'ai entendu que vous avez prononcé ce nom en disant que c'était votre beau-frère aîné. Quel poste il a occupé à 17 exactement? Donc ta pen et non ta ton, me dit-on en correction. Question complémentaire. Vous avez indiqué avoir été hospitalisé à un moment et que c'est comme ça que vous avez su que Tassaroun passé secrétaire de district, si j'ai bien compris, votre déposition, est-ce que vous savez quel était le rôle de Tassaroun par rapport à la prison de Phnom Krau? ในส่วนตะบกจะบอกตั้งแต่อาจจะสดับมันบานได้พวกการสลบอองไฮนั่นคืออัดสดับบานได้ Pas de souci, c'est une erreur de ma part. Vous avez indiqué que avoir appris que Tassaroun était secrétaire de secteur lorsque il a été question de vous emmener à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez indiquer si vous savez quel était le rôle de Tassaroun par rapport à la prison de Phnom Krau? Si vous ne le savez pas, dites simplement que vous ne savez pas. Phnom Krau, bah, sinon je loupe mon dang té, loupe quand tu chlai tham mon dang tak ban hai. Ban mon dang té. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je cède la parole à mon confrère concernant. กองทัพกัมพูชีประชาธิปไตยหนึ่งกองทัพเวียดนามโลกบาลชลัยบัญเจริญกุศลได้หายคือเราเมาแต่กำจังสู่โลกอัจฉริยะท่า
តើមុនឆ្នាំ1975បានន័យថាក្រោយពេលជ័យជំនះអាសំទោសមុនជ័យជំនះ1715ហ្នឹងកងទ័ពរំដោះមានដែលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមទេក្រុមណាក៏ដោយ bạn bảo tam khiêm đắng ba thằng kịch bay đòn thế cứ nơi cái gì má pi đón nơi đã đắm mà đòn mà bà cái lô lô cho lắm à vậy được nhóm xuống ấy cứ môn cho năm chất sập ram ta chân bên thế ខ្ញុំ ឆ្លើយ នេះ ឆ្លើយ នៅ ក្នុង ក្រោយ ឆ្នាំ 75 ទេ បាទ បាទ សូម អរគុណ សំណួរ របស់ ខ្ញុំ សួរ មុន ឆ្នាំ 75 បើ ថា អាច ពី 70 រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ 75 ហ្នឹង តើ មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា រវាង កង ទ័ព រំដោះ ជាមួយ នឹង កង ទ័ព វៀតណាម ដែរ ទេ លោក អាច ឆ្លើយ បាន ទេ bắt đi chết thật một đôi chết trắm tam nhâm đắng bắt miên đi bạn bà sầm ngọc cún cái lúc bên chợ môn đi thả miên cá bắt tăng kịch nhiều bảy đòn cào chết sập trắm nắng lúc bên chợ hàng đám thả nông chăn nằm mấy con trầm buồn chết sập trắm pi chăm trang xu bên chợ tiệt tô nằng pê về liền đi lúc đằng chớ ba đây phải lừa vậy đấy đây lục chạm thà chỉ cho năm mười bốn và một đôi chân sập trong pi nó và tam đánh bờ tam ca bạc ca thà dương ban vay Việt Nam đời xa Việt Nam dương đánh ở trên pi tức đấy thì ở chính và cái bạc ca thư ca bạc ca pin mà tầm bắn bạn đăng tam diện đăng bạn lúc ai bên chợ ban tịch ban thế tham bạc ca giang mấy tam diện vật chủ rồi có ca vật chung rồi có mahā sanubāt ấy bạn kê bạc ca tam ca vật chung nơi tam ông có hiệp tôi tại ấy chẳng bạn mê và thiên đến cái từ tua đầm nâng máu cái ai chỉ đi ca phải học côn trào rồi có bộc lực nữa không ông và thiệp nữa bạn bà sủng ngọc cún lúc đăng pi mua là hai tết hà miền hai phò lấy đây miền nọ bài bản đào ở miền ca pa tăng kịch kia nắng bạn khi ông tôi chia ắt vô để bạn ắt mình ai chơi bàn đi mà bà lúc ai bên chia bàn tết thà con tọp hàng Việt Nam đại bác tăng kịch kia nó chia tọp ở với chia con tọp robot hàng ná lúc ai bên chia bàn thế bạn con tóc cứ con tóc của mình đi mà mình con tóc ở thiếu thế bạn bà sư mẫu cún lúc bên chợ hàng đam phong đá tha cà pa thành kịch như ní cứ nơi lời thực đầy cam với chia lúc ách bên chợ bán tết tha lúc cầm nót bán tha chỉ tức đây Campuchia ní lúc đăng đòi rụp biệp ná vì phục hộp ná rư còn nhạc ná chân nhạc bạp lúc ông bì tì tăng chạy lẹn ní tha ca bác tầng kinh chân nhạc ní cư nơi lơ tức đây Campuchia bà
bạn chăm đằng đời xa từ hiên mà nhé đời cọt pika cọt bàn một cặt chương cọt đạch đời xa tròn mín thì là từ bị giật nữa cọt bàn đi pe chung một chấm cọt xa rệp rọp xong hay cọt vẽ tha Việt Nam nữa đời xa dương đinh và man đâu ấy ở đâu ở trôm mà đinh đỏ rồi phật bị thực đầy dương nữa phải chi mà khâu đây nữa chẳng kia có vay đâu mà nó lương thì mui đã lương thì pi tiết vay nó khăng cát nấy khăng con pull vay đôi khi này mà chọc ổ hụt đó là tí bay nấy mà vay nấy cứ dân tự vay nó lừa đến con pull nó cứ plau cho nó xì chấn à mà khăng cái nó kế khăng này dương chấn kế món nơi khăng dương này nơi cái chục à đến cái chôi tích nấy là chuyện đây hà sa mạc buôn trung nấy cái thơ bát tì lừa nấy dương tự vay nó tiền mà chẳng bộ cọt nó từ vay nó bàn chỉ chọn miền nó đặt trường tới có cắt trứng địch về cho mới kiếm nó hay cọt riệp rọp rạp kiếm tăng tam bây giờ cọt bạn bà lục anh bình chợ ban tiến tha mà nẹt đại phạm lục nó chung một ấy hay cọt mọi tranh vì cầm còn toàn là ban thằng khnông bờ rẽ rồi có khnông còn pool là lục anh chăm ban thế bạn cọt từ bốn cọt chia từ hiền sọc cây sớm ái mua khiêm đá rồi mà cọt bàn kia bát tê mà ở nơi tầm bòn mà cọt chia từ hiền tầm bòn đây bạn bà sầm ở cún mấy lúc miền bắc xa tha mà nẹt nắng cọt trời rộp bùa nơi nơi sầm ở vùng đại sa chọn min min rộp bòn nẹt ná hay sầm ở phùm nữa sầm ở phùm bên nào đấy lúc anh mình chạy ở chấp bàn thế ban min đấy và hai chị min đã pi chấm non mun mun tiếng min mà mới căng tiếng min công tiếng min dướng về min chăn á không tầm bắn đang bán chẳng thế mà sân ở than thà min yun rồi có min dương rồi có min bên nào thế bộ đạo bị tràn về ấy dương ta kích tính trâu à ấy cái này nắng cứ cái này nhờ thì hiện thiêu thiêu kỳ về nơi về bọc chùm rùm nắng có vía bao là cái này nắng đẻ đó là bây giờ không mà tiết có đạ cái này nắng tiền chẳng thế đây là còi máu ban là dương kháng dương đấy kháng khai đấy mình chọn ai cất nơi cái này nắng u cái này nắng chia cái này trong prum tuần còn là cọt trộm đỏ nữa nó hay cọt màu nâu chồ nó cho cọt chồ kháng lâu kháng không đấy chẳng tới dương từ vay cái này mà chẳng đôi giờ sống tốt đôi lúc mấy thì bị cọt xù khi mà sờ mảnh thà kì một vài dương đôi dương vài kì à trong đấy về chẳng ai mà bà số một cún tiệt tôn từ nâng phun rố lục bàn chơi tăng bị mình sờ mảnh đấy chấm trăng xua lục thà ta lục đằng vì cô bẩm non rồi có phải sắc cam robot full roll đằng thế đảm bảo vậy đấy cái full roll nữa bạn full roll có gì chuyên chiết phiệt tích robot Việt Nam thế tại cô bẩm non robot có chấm ắt đằng thế bạn cô có ở đây nhà nó dây thác có tiêm tia tức đây chấm pa rồi bà con để phần năng đời xa Việt Nam đã chỉ liên tiền cho tức đây con nên tập phần năng hiện tăng tập phần năng mà bà sư mạc cún lúc school mê đực nom full roll như thế tôi chỉ mê đực nom thom rồi còn mê đực nom nơi khăn ông đồng bón nơi khăn ông khai đại lục bệnh trẻ tham yên mô lực than phí cứ nơi rõ tân nạc kỳ rí nâng mần đô bạn bị muốn score mà nẹp bị nẹp đấy, còn đây lâu ta nó còn sập bạt đấy nè, còn chia bờ thiên về rẽ phải chăm cá nơi năm học cùng bắt học cùng bấy nơi khẩn đồ kí nơi phun đọc cùng mầm nương bán
lời cọt trà bái cọt chia chân chia phía tích đi cún lúc chạm tha sẽ cầm ở phía khang phố rồi cái thứ ấy là thế nơi về nóng chỉ biết say cứ nơi tu sửa vật chặt sập ai bị chặt sập mà đỏ chặt pram là đỏ chặt buồn bát trong đôi chi mình sư số ba đấy vô hàng kê nó dương đôi chợt miền protocam rồi có miền ở nhà hết cá đầm bay bờ trắng rồi có tục cắt ấy đôi chợt miền ấy sao chúng ta hiểu mặt vô là vậy và số một cuốn lớp trong xuôi chơi mùi tiền ta lục đăng bị full roll nữa nơi chân nam nà bị thả full roll rồi có crom full roll nữa nơi chân nam nát để lục bản đăng đầm bông à bạn phụ rô và tam chăm đăng để cái dây bạt to to kia rồi có bộ kê đang mò chụp dương ấy cho tới chăm đăng pi chân nam chất sập vào mũi bạn ở hộp vào mũi pi chân nam con bộ rồi hộp vào mũi mà vì một mò đăng thà scroll phụ rô mấy thế còn là đăng thà phụ rô nó mà đăng chỉ thi hiện khang na đăng bà sẽ mở cuốn lục miên đăng pi giờ cam ở phía khang phụ rô nước miên tầm nhẹ tầm nông chỉ mùi cam ma phi ba rồi bỏ cam bưởi chi bưởi chi thập tài đại tế khnông đầm bòn chỉ biết xem được khnông đầm bòn mình đôi khi bỏ lộn bạn ở đằng thì bạn bà sẽ mặc quần ở kim xua lâu tiệt tôn từ nâng tuần ti rồi bỏ lộ bằng thám chỉ biết xét cứ tiệt tôn từ nâng tuần ti chia anh nội của thiên mình ti sọc lộ ban bằng chạy đội hái lộ miền càng nghiệp pi sầm khắn cứ ai chỉ mờ ca chỉ bờ lai tụm nốt nâng ti pi nâng phơi sải đặc nom ca phơi sải hay đại ca nghe bỏ lỗ cứ lắc nhé chỉ mùi nâng thiền mình tì trong trong su lục tha tao miên rồi chỉ chun chấm nôn bao màn nhé đại thật nơi cầm ca cướp cường rồi bỏ lỗ nông thân chi anh lục thiền rồi có thiền mình tì sống này bạn bơ khi ông mình thích thế cứ khiếm miền tuần tí đặc nom tại ông cấp hiệp bọc khiếm thế chấm này khang mùa tháng cứ phum khum kế thiên phum thiên khum thiên xa co kế nè cục cùng tại xa ca chúng mới khiếm này và là thái dương xa ca khiếm mi ở đây nhà khang mi khum nắng từ một chục khiếm khiếm chục quạt tới gì thì riêng ở đây nhà lược phèn cá từ thư giang mấy chẳng mấy riệp chương từ lúc ở biết mấy rồi coi dương thư mấy chẳng miền ca xa ca khiếm mà tập bản năng bà sầm nua bọc nhóm tiệt tôn từ nâng chấm nuôn và chỉ chốn đại lộ cột cồn chỉ bị say lộ bàn lại làm bánh bánh thà nơi không ăn gặp phiền bỏ lộ chẳng nhầm chọn đằng thà ta ăn gặp phiền bỏ lộ nâng miên chấm nuôn chỉ chốn bằng màn nẹt đại lộ cột cồn mà nơi ăn gặp phiền khi nâng tích tuổi đại thế bờ cất tàu phải chỉ chiên sam sập nẹt thế mà ăn phiền nhóm chạy từ khi nó pram đập nẹt được hàng này pram đập nè, rồi vị chân khmer, ấy bộ quạt nông miền và phun cồn những vị chân khmer, cất tới bữa sập tiền khmer tiền trắng cho ha sắp phai nè đã, vấn đề bảo đó là cầm lăng quân là cắm miền tích tì, anh thấy ở nơi khung được trong lâu nắng cứ kể hà khung tuấn miền chỉ chân sập tầng o pi rồi nè nằng, anh miền chân phòng
ហើយជា 30 40 គ្រួសារបាទ បាទ សូម អរគុណ លោក បាន ឆ្លើយ ខាង ដើម ផង ដែរ តាក់ទង ទៅ នឹង លោក កាស៊ី លោក បាន បញ្ជាក់ ថា លោក កាស៊ី នេះ មាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ វៀត កុង ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា តើ លោក ដឹង ដោយ របៀប ណា ពី ទំនាក់ ទំនង នេះ mà cái này nếu chúng sống dây bị đâm tiệt đâm mà vĩnh mình ai chờ dây trong bàn thế vừa miền hết phải tiệt tôn chịu mùi nâng ta lắng ta cầm phún tôi bốn quật từ từ bàn tầm nét tầm non chụp chịu mùi nâng cái nạ phun phệ dún chúng ta tống cứ ta hòm nâng quật chung ta khôn quật đi buộc chúng nâng nơi cao thằng oh mấy chúng thưa chồng phứ ở Việt Nam pin nhé chia យុទ្ធជនគេហ្នឹងមកសហការជាមួយខ្ញុំបានធ្វើសាច់ជ្រូកមួយធ្វើ dương nè ông cái đạn nó dương diêm là cào chân tới ghế chỗ tập trung không chỉ mùi duôn đằng đầu tiên nó kia phải học ở trong nó mọi do lan nó khát cái che đặc ivan đằng cái nông pê là phụ trong mao nó cứ miên một tô pi cương chỉ một tô máu mà đòi mà nó phải học ở lan tới dư lực là nó đã lừa một tô chỉ từ tạm lừa chân luôn đi này thì cào nó có chỉ từ đó có duôn bàn oi chia cầm phướng oi chia làm pết oi chia cầm nát ấy kha tam đặc chiếm đắng miền là đánh bài chương miền là cà su cầm nát cà su ấy mà chia là bỏ tọp thế mà hay bỏ tọp mao tiết bộ cọt ắt mao tê chẳng cọt oi cà si ní chuột đối thà xạ cà bàn to ca sa ca bản tổ đấy có ở miền sứt sầm rạch y tế còn thả chuốc bàn tại pua miến đừng có đào ở hàng quạt tại bản nọ chẳng khiêm nơi sọc nó đời khiêm thư này sao chúng mới quạt nó cứ khiêm đằng bản nằm mà bà sum ô cún lúc ấy bình chạ cao pa chạy bàn tế thả khnông chnam na khai na đã nở pel đã miền ca chuốc như bản nằm បាទតាមខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺក្នុងឆ្នាំ75តាំងពីដើមឆ្នាំ75មកដល់ថ្ងៃរំដោះ17មេសាហ្នឹងតែម្ដងបាទក្នុងពេលរំដោះ17មេសានេះខ្ញុំនៅស្រុកយួននៅឡើយពួកខ្ញុំទៅជ្រុលទៅនោះទៅដើម្បីគៀងគោប្រជាជនមកវិញប្រជាជនដែលរត់ទៅវៀតណាមហ្នឹងទាំងកាស៊ីទាំងខ្ញុំទាំងដូចអនុប្រធានគាត់ចិនដើហើយមានបញ្ជាការទៅហ៊ានស្រុកហ្នឹងជាមួយតលើនឹងក៏ទៅជាមួយដែរជួបព្រមទាំងកំភូនកំភូនគាត់ទៅជូនបានពាក់ដល់ដេញពុដូបគាត់ប្រញាប់មកវិញទុកឲ្យពួកខ្ញុំនឹងទៅជួបប្រជាជនពេលទៅជួបប្រជាជនឆ្លើយថាពួកខ្ញុំអត់មានភ្លេចអីនៅកម្ពុជាទេពួកខ្ញុំមកនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកខ្ញុំមិនបាច់ត្រឡប់ទៅក្រោយទេអញ្ចឹងក៏អត់បានទេប្រជាជនសាដែលខ្ញុំទៅយកនឹងអត់បានម្នាក់សោះមកវិញទៅទេបាទអញ្ចឹងពេលនឹងបានដល់7មករានោះ12មេសានោះខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកយួនទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងណាមួយដែលអាចឲ្យលោកចូលទៅក្នុងទឹកដីខាងវៀតណាមហ្នឹងហើយទៅឃោសនាឬទៅអូសទាញយុវជនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទកន្លែងនេះគឺខាងវៀតណាមទេភៀកគីវៀតណាមគេថាប្រជាជនពួកលោកចូលមករស់នៅទឹកដីពួកខ្ញុំបើពួកលោកត្រូវការប្រជាជនទៅវិញសូមពួកលោកទៅយកគេមកវិញចុះពួកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអត់មានយើងមិនអាចធ្វើរបៀបបង្ខិតបង្ខំទេបើគេស្ម័គ្រចិត្តមកពួកខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពអាច
đặc chính chun chun của hàng Việt Nam nó kỳ thay chăng ấy phục chấm tư nó tư đồng ấy xua thực chất kia nó kỳ chọn mò rồi ọt đó là bên kỳ trai thác kia ở bên thịt ấy nó Campuchia tí kỳ thác kỳ mò nó cực còn ấy dân kia ở bên mò tí mà không biết nó bạn chẳng một ngày đập làm pi mê xá và ngày đập bấy đập bốn chấm nơi bùi dầm mập nó có bông tay chuộc ở đây bộ cái chi chân này mà và sự mở cún lúc nên đăng thì sẽ cầm một hiệp ấy sẽ tiết đại ta ca sĩ miền tâm nhạc tâm nông chữ mùi hàng Việt Nam được nộp về cầu thiết tế và khi ông đôi chị mình thực tế cứ chấp tăng pin nâng máu là hốt đau với tiền thì chấp luôn con ở đây thì chú Việt Nam hãy có một đại lăng tới nông đại mặt chọc trong nông đại tiền màu vĩnh cứ chọc mà chọc ấy tiền là màu vĩnh đăng thả Campuchia dưỡng bàn trong đó thằng sông ấy đó là khai bằng mà nó khai bằng mùi cả nâng đọc vì mì xá đó khai bằng mùi nâng khẳng hào hào dù vài sọc nâng màu và chung nâng phương bình tặng ổ tù tiên bật tì chẳng khi mà bàn màu tiếp vô khi mà bàn cần đã nụ ở đây bật thiên một tí ấy thì ông ở nhà xa có được thầm mây nắng mò tạm còn chẳng khi mặt bạn đang đường thì bạn bà sẽ mò con lục xa xây lục bật thiên khi mò xong lụi bà ông nhìn đây con lục bồn lần chối sạm là ca sạp đập tập khai cam bà lục không thân lại chia xa xây bàn đo thì mình chọc hơi hay tập khai cam bà lục nâng ai dự rùm một phía cái tiên thông ca xa mây đâu ca bất nâng được cái đấy ni ໃນປີນີ້ວັດທະມານຂອງລູກໃນວັດຕະກໍໄດ້ມີພຽບຈໍາໝາຍຈົນໃຫ້ລູກອາຍບໍລິຕະລັບໃນການເນື້ອຖານຫຼືກໍກູດາງນາໄດ້ລູກມີບໍານອງຈັ່ງຕື bun lăng chối vừa từ lập được căn đầm nơi than và quát được cô đang nãy đã quát miền bầm non trong thời màn hơi hay nơi được xuyên đi ông chấm đen nâng phương tham là ca sẽ đạt được khay cam xạ thấy đại miền đất niệm pi thi thi đại bồi du một pon đạo pi tam địa bồ pon thọ tu pi khai ở đồ miền chi hay niệm pi đi đạo pi sâm rạ thay trăng hơi ông miền bắc sâm rạ chào pi ni từ tơ hồ đạo mau mùi cẩn lạc được xuyên đi sâu mình chơi chùa vẫn như vậy mình to cái tham là ca xạ mà ca ກໍແປລະອັນທີ່ຄົມແຂງນ້ອມຄົນລູກຄືສົມພອນຕະຫຼອດຕະການປະຕຸບຂອງຈໍາຄັງກ້າມສາທານະການນີ້ນໍາປະກອບឲ្យນ້ອມຄົນກໍຕະຫຼອດຈົ່ວຮ່ວມສາທານະການໃນຂອງປະຕຸບສາທານະການນີ້ໄວ້ໃນລະຊຽນນີ້ອາດມັນມົນມອງ 6 ກະລາສໍາລະຈົ່ວ